Hôm nay là thời tiết hơi âm u ha, nhưng mà mát, thích lắm. Mà thật ra thì ở đây có nắng thì cũng mát rồi. Tại vì ở đây nó gần Bảo Lộc anh chị. Mà anh chị nhìn cái cảnh này thấy quen không? Đấy, giữa đồi núi, ao cá, thung lũng. Và đặc biệt là một cái khu homestay đang xây dựng rất hoành tráng luôn. Thì nói luôn ha, cách đây khoảng một tháng trước ha, mình có đã từng tới đây review cái mảnh đất vườn này ha, một mảnh đất vườn ao cá rất là lý tưởng, cảnh vật thiên nhiên thì khỏi nói rồi. Đấy, thì thời điểm đó mình có đăng lên nhưng mà vô tình là mình bấm xóa nhầm cho nên là bây giờ tiện thể đi ngang mà qua Bảo Lộc thì mình ghé qua đây mình quay lại. Và cái điều quan trọng đây là có hai điều ha, là mình cũng cập nhật lại giá luôn. Tại vì sẵn quay lại thì anh chủ ảnh có báo là giảm giá sâu, tại vì ảnh đang cần bán gấp ha, đưa ra giá thiện chí bán luôn. Và đây sẵn cập nhật cho anh chị xem luôn, khu sinh thái kế bên mình đang mở rộng ra rất là hoành tráng luôn chị, đã lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại chi tiết nha, vẫn là quay chính chủ không qua môi giới. Hôm nay thời tiết hơi âm u chị ha, Bảo Lộc mưa sớm quá. Đây giữa mới cuối tháng 3 thôi ha, cuối tháng 3 dương lịch thôi mà ở mức Bảo Lộc đã bắt đầu mưa rồi. Cho nên là vùng đất ở đây thì mình thấy là nước non, thổ nhưỡng, đất đai rất là ok luôn ha. Cực kỳ phù hợp để anh chị mình làm một cái nhà vườn trang trại. Thì nếu như anh chị mình đã xem video trước đó mình đã quay cái vườn này rồi thì chắc là không còn xa lạ như nữa ha. Thì ở video này là mình quay lại và mình sẽ chỉ nhắc lại sơ sơ thôi ha. Còn chị mình muốn xem chi tiết cái khu đất này quay đầy đủ luôn á, thì anh chị bấm vô phần mô tả hoặc là dưới cái bình luận đầu tiên của video này nè, mình sẽ để cái video đó để chị bấm vô để mình xem nó rõ ràng chi tiết hơn. Còn video này mình chỉ tóm tắt thôi. Và cái quan trọng là mình muốn quay báo giá lại, đúng không? Báo giá, cập nhật giá lại và cho chị tham quan cái khu sinh thái nó đang mở rộng qua sát bên mình luôn rồi. Tại vì cái đất của chị này ở Sài Gòn đó anh chị, đất rất là rộng, họ làm nói chung mà ba lại cảm thì thấy là nó rõ ràng lắm, nó bao quanh, nó giáp với lại cái khu đất mình luôn ha, nó giáp khu đất mình luôn. Bên kia quân ta bên kia mình xa xa là như là họ đang đúc rác ha, ấy lộn, đúc nương cây gì đó, đúc rẫy gì đó, nó hơi khói xíu. Thì tức là bây giờ là mình sẽ nói là tóm tắt ha. Thì anh chị quan tâm thì cứ bấm cho video kia. Thì ở đây mình sẽ nhắc lại là thuộc xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đó. Thì Lộc Thành á, là một trong năm xã sẽ sắp nhập vào thành phố Bảo Lộc ha. Tại vì nó giáp ranh ha, nó giáp ranh với lại thành phố Bảo Lộc, cho nên trong tương lai thì đất mình sẽ là thuộc Bảo Lộc luôn đó. Thì đây từ cái vị trí này nè anh chị, mình sẽ đi ra ngoài trục đường chính quốc lộ 55, thì ra ngoài đó là có chợ, có trường học, có đầy đủ luôn ha, có ủy ban xã Lộc Thành. Thì khoảng tầm gần 3 cây số chị ha, gần 3 cây số đó. Nhưng mà trước khi ra quốc lộ 55 á thì mình đi khoảng tầm hơn một cây, tầm sẽ ra khu dân cư ha, ra đường nhựa đó. Và tùy khu dân cư đó đi khoảng tầm cây số nữa là sẽ ra đường quốc lộ 55 ha. Thì từ quốc lộ 55 đó một hướng là đi về Lộc Nam, đi về Bình Thuận, Đa My đó anh chị. Còn rẽ trái thì mình đi khoảng tầm 6 cây ha, 5-6 cây gì đó là mình sẽ ra tới quốc lộ 20 đó, gọi là ngã ba Đại Bình đó anh chị. Thì ra tới quốc lộ 20 rồi thì bên phải đi Đà Lạt ha. Ở đây em Đà Lạt thì nó rơi vào khoảng tầm chắc tầm 80-90 cây số gì đó ha. Còn về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 200 cây số. Đó là chị mình nắm rõ được cái vị trí mình rồi ha. Và mình cũng nói luôn về con đường chị ha. Thì con đường tới cái đất này ở thời điểm hiện tại cũng là một khuyết điểm nhỏ nha. Tức là sao? Tức là anh chị mình nếu mà đi xe ô tô gầm thấp á thì nó sẽ hơi khó khăn một chút xíu. Đây. Đó. Còn nếu đi gầm cao thì ok hơn. Tại vì đường hiện tại là đường nó hơi xấu ha, nó hơi xấu. Đó. Nhưng trong tương lai thì nó sẽ được đổ bê tông chị ha. Khu này là mình thấy là cái mặt độ mà đổ bê tông bắt đầu nhiều rồi. Tại vì nguyên cái khu vùng đồi hôm nãy chị, đất view đồi này đó, thì đa số là rất là nhiều khu homestay và bắt đầu là dân nhà nước cùng nhau làm đường. Đây cái đường nè, đường nhà nước chị ha, là đang mở rộng ra ghê rồi.
thì chuẩn bị đổ bê tông, thì khi đó là cái giá trị đất mình nó sẽ tăng lên và cái đường xá sẽ ok hơn, tức là gầm thấp đi cũng thoải mái. Còn hiện tại là thì mình đi chịu khó đi gầm cao xíu ha, cho nó thoải mái hơn đó, như xe mình đó. Chung đi đường xấu thì khoảng tầm hơn cây số nha, đi chậm chậm rón rén chút. Rồi đó là đường đi, đó là vị trí thì nói chung là mình thấy là vị trí cũng ok ha. Khí hậu ở đây thì không khỏi nói rồi ha, khí hậu rất là mát mẻ, trong lành, đất đai thì khỏi nói. Và cái điều quan trọng nữa là đất mình anh chị, nó lợi thế lớn nhất nữa là nó có nước quanh năm luôn ha, và cái nguồn nước này nó rất là chất lượng, tại vì nước từ chân đồi chảy ra và chảy quanh năm suốt tháng luôn ha, thời điểm mùa khô nó vẫn chảy. Chị thấy không, cái ao nước mình là từ cái nước đồi để chảy xuống, cho nên là cá ở đây nó phát triển rất là tốt, tại vì nước ra nước vô chị nó không có tù. Nó sẽ chảy vào đây, nếu mà lúc mà cao điểm lên thì sẽ có đường ống thoát nước ra, cho nên là cá mình thì nó phát triển tốt, tại vì không phải ao tù và nước thì trong lành. Cho nên là ở đây chị sử dụng nguồn nước ở đây thì rất là ok luôn. Rồi thì bây giờ là mình nhắc lại cái diện tích nha. Đất mình á, nó có tổng diện tích là khoảng 6,5 sào, tức là khoảng 6.500 m2 ha, khoảng 6.500 m2. Hiện tại là đất mình đó là có ao cá, là có nguyên vườn cà phê và cây ăn trái, cũng đã đi nhiều loại nha anh chị. Chủ đạo là cà phê nè, bơ nè, sầu riêng nè, và xoài nè, mít nè, khế nè, chùm ruột nè. Nói chung là hình như là cũng đa dạng cây ăn trái đó, nhưng mà chủ đạo là cà phê và sầu riêng ha. Thì và mình cũng nói thêm một cái điểm nhỏ nữa ha, trên đất của mình á là trên sổ nó không có cập nhật đường nha anh chị, không cập nhật đường, nhưng mà nó cách cái đường nhà nước chỉ có vài bước chân thôi. Và cái đường này nè, đây mình nói luôn ha, đường này là đường chung của hai hộ, tức là hộ bên mình và cái hộ đất của chị bên đây ha, chị bà bên Sài Gòn nè, đang làm viên khu homestay nè đó, tức là hai bên là đây là đường chung ha, còn đây là đường nhà nước nè đó. Từ nhà nước đi vô cái đường chung này tới cái chòi của mình, tới cái ao này của mình đó, là chỉ có mấy bước chân thôi ha. Đó, tới cách cái mương này, cách này nè, là tới cái đất mình rồi đó. Cho nên là mặc dù là trên sổ không cập nhật đường, nhưng mà đường là hoàn toàn yên tâm ha. Đó, chị thấy không, được cái đường vô nè, mênh mông bát ngát luôn đó. Cái đất của mình là tính tới đây nè anh chị ha. Cái hình dáng đất của mình thì nhìn chung thì nó cũng khá là vuông vức hả chị ha. Dĩ nhiên là nó không vuông như đất nền đâu, nó sẽ có chỗ lò chỗ lõm, nhưng mà nhìn chung là nó sẽ khá là vuông ha. Thì đây là mình đứng ngay gốc đất nè chị. Đó, đây, từ đây nè, thẳng xuống kia ha, là khoảng tầm 50 m gì ha, khoảng tầm 50 m. Và đây thẳng lên ha, nó sẽ giáp với lại cổng này. Hôm bữa lần đầu mình quay thì chưa cổng này đâu, cái này thì cổng này là bên chị chủ bên homestay này nè, làm cái cổng vậy như là cổng trời gì, cổng trời để mà nhìn cho đẹp á. Đây là cái đường đi lên khu đất của chị luôn ha. Thì cái đường này hiện tại là của chị, tức là tính từ đây nè, tính từ cổng này nè, chị làm cổng này để ra phân biệt cái đường của chị ha. Tức là cái đường này nè là đường của chị ha, lên tới đỉnh luôn, lên tới đỉnh đất mình luôn đó anh chị. Mặc dù không phải là đường chung, nhưng mà mình có thể hưởng sái ha, mình hay mượn cái đường này để mà lên trên đỉnh đất mình luôn, nếu anh chị mình có nhu cầu muốn đi bằng ô tô. Còn không thì trong cái đất mình ha, giữa đất mình là có đường xe máy nha anh chị, có đường xe máy chạy lên đỉnh luôn, tại vì phải chở phân hay là chở này nọ đó thì có đường xe máy lên đỉnh luôn. Còn nè, đường ô tô ha. Đó, thì đất mình đó là tính từ cái góc này đúng không, thẳng lên tới đỉnh luôn là nó khoảng hơn 100 m ha, hơn 100 m đó. Đó, cho nên là tổng thể đất mình thì nó cũng khá là rõ ràng. Để lát nữa mình sẽ bay lại cam lên, mình sẽ vẽ cho chị hình dung lại ha. Mưa rồi chị ơi, mưa rồi. Đây. Đó, cái đường này là của bên chị ở Sài Gòn ha. Chị làm mấy cái có xe gió, hôm bữa quay là chưa có ha, giờ có rồi nè. Nhìn mấy có xe gió nhìn dễ thương ghê không? Dài lên ha, khu đất mình đó chị. Có mít trái quá trời luôn. Nguyên một khu đất luôn. Khá là vuông ha. Khá là vuông. Đây. Còn cái suối nè chị, cái suối này đâu đó. Vậy nhớ không? Cái suối nó chảy từ men theo cái đồi chảy xuống đó, róc rách. Đây. Đó, mưa rồi anh chị ơi. Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm nên là chất lượng hình ảnh nó sẽ hơi đục ha, nó hơi tối tăm.
Đó. Có nắng thì sẽ đẹp hơn. Cái vườn này mà quay lúc nắng thì đẹp hơn ha. Anh chị mình chịu khó bấm xem cái video cũ trước đó ha, ở dưới phần mô tả đó, mình coi lại cái video đi để thấy được cảnh ban ngày nắng trong đẹp hơn. Còn cái lần thứ hai mình tới quay thì dính mưa rồi cho nên là hơi xấu ha. Đó. Dính đất có thẳng cái chòi nè. Đất mình hiện tại mình nói luôn là chưa thổ cư nha anh chị, cho nên là anh chị mua về để nếu như mình ngại vấn đề pháp lý á thì mình sẽ đặt những cái ngôi nhà lắp ghép nè, hay nhà gỗ ha. Thật ra thì cái đất này á, nếu mà anh chị làm cái nhà gỗ á thì sẽ rất là đẹp ha. Đó, xung quanh đây là mình thấy có nhiều cái khu vườn hôm tây họ là nhà gỗ đẹp lắm anh chị, nhìn nó mộc mạc lắm. Đó, nó vừa đảm bảo là không có lo về vấn đề xây dựng, xin phép xây dựng ha. Đó, đây cái đường này nó cứ dốc, nói chung là một cái độ dốc cũng tương đối là vừa phải ha, không có dốc cao lắm, mình có thể đi xe máy lên ha, lên vòng lên tới đỉnh luôn ha. Đó, trồng bơ nè, chủ đạo là bơ, sầu riêng, ổi tùm lum hết á, chung là đều có ăn trái ha. Đó, có móc bật nè. Đó, lên thẳng lên tới đỉnh luôn ha. Đó, cái đỉnh nhìn xuống cái view cũng đẹp lắm. Nếu như anh chị mình mua về mình có thể dẹp bớt cà phê đi, nếu như không có nhu cầu làm kinh tế ha. Đó, có trồng thêm măng cục nữa nè. Đó, đây mới đứng có hơi cao cao xíu là thấy cái view cũng tương đối đẹp đúng không? Rồi thì bây giờ là mình xin báo lại cái giá nha anh chị. Thì thời điểm mà mình quay trước đó đó là giá là 2.750 đúng không? 2.750. Đó, thì bây giờ nè, anh chủ quyết định giảm sâu luôn ha, giảm xuống chỉ còn lại là 2.350 ha, 2.350. Tức là giảm xuống hẳn 400 triệu ha. Đó, 2.350 chạy ra là vẫn còn thương lượng thì mình nghĩ là xích xác là hơn 2 tỷ là anh chị có được một mảnh vườn rộng lớn ha. Đó, 6 sào rưỡi. 6.500 mét vuông là ha hồ ha, làm trang trại rồi ha. Đó, có ao cá, ao nước quanh năm luôn. Đó, trồng dừa bao quanh nè. Hồi chú mưa miếng đi, mưa lớn rồi. Ngồi dưới chòi chú mưa nhìn nó cũng lãng mạn anh chị. Chị thấy không? Đó, khí hậu se mát và ngồi đây mưa nữa. Đó, nói chung là sẽ hơi buồn ha. Này phù hợp cho anh chị nào mà đam mê thiên nhiên, đam mê cuộc sống yên tĩnh, thanh nhàn. Còn mà giới trẻ thì cảm thấy đây buồn lắm. Đó, không thấy xe cộ chạy qua, không thấy karaoke nhạc sống gì hết. Chỉ thấy là tiếng mưa, tiếng chim, đó, tiếng suối chảy thôi. Đó. Nhưng mà đối với bản thân của mình, một người yêu thiên nhiên thì mình thích chỗ này nhất. Đó. Nếu mà có điều kiện mà có, thật ra nếu mà ở đâu cũng thích mua chứ, nhưng mà giờ mua không có không quản lý nổi đó, cho nên ở Bà Rịa thôi. Chứ còn nếu mà được chọn thì mình sẽ chọn ở khu vực này nữa ha. Đó, nói chung là Bảo Lộc thì chị biết khí hậu như thế nào rồi. Đó, trời. Rồi sau cơn mưa trời đã cũng chưa sáng lắm nhưng mà đi quay được rồi. Thì giá cả chị nắm rõ rồi ha. Mình xin nhắc lại là bên phía anh chủ á, là anh đã giảm từ 2.750 xuống chỉ còn 2.350 thôi. Mình thử chia ra sào là chỉ còn có hơn không tới 400 ha, khoảng hơn 380 triệu một sào thôi. Đó, đất ở Lộc Thành, đất ở khu vực giáp bên Bảo Lộc mà bây giờ chỉ còn có mấy trăm triệu một sào, mà đường ô tô tới nơi có cảnh quan có như thế này thì mình đánh giá là rất là hợp lý luôn ha. Tức là tầm tiền mà trên 2 tỷ là dễ mua ha. Phù hợp cho anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn bỏ phố về vườn nè. Còn không thì để lâu lâu nghỉ dưỡng cũng được ha. Tại vì có xác giác bên mình là hàng xóm luôn. Đó, có thể là nhờ họ trông coi luôn. Đây, đó, khu mình đây. Còn khu bên đây là của chị Thu ha. Chị Thu này thì nói chung là cũng có một cái đam mê về nhà vườn. Cho nên là chị hiện tại chị đầu tư rất là nhiều. Chị thấy không? Đó. Tính ra khu của chị là tới mấy hectare đó, rất là rộng. Đó. Cái phần đồi giáp với lại cái phần đồi của mình đó chị, thì chị đã lắp những cái hình quạt gió rồi những cái hình rất là đẹp ha, rất là dễ thương luôn. Đó. Ở đây dưới đây thì chị đang trồng cây cối này nọ nè. Đó, thật sự là mới có chưa đẹp một tháng thôi là mình quay lại đây thôi mình thấy là chị đã quá trời quá thứ luôn. Đó, tự cổng nè, rồi mấy cái tảng đá nè, mấy tảng đá rồi nè, trang trí cảnh quan nè. Rồi dưới đây là đang xây dựng nè chị. Đó, lúc nào tới đây cũng thấy người ta xây dựng hết trơn á. Đang làm thêm mấy cái nhà khu nhà homestay. Tức là chị vừa kết hợp là chị ở nghỉ dưỡng đây luôn và chị kinh doanh luôn ha. Đó, chị coi chỗ này là chỗ
gọi là gọi là sao ta, an hữu tuổi già của chị luôn. Nên là chị vừa ở vừa kinh doanh, và chị đang setup ha, setup nguyên một khu homestay rất là đẹp. Thì ở cái phần này là mình muốn cho anh chị tham gia tham quan kỹ hơn khu này ha. Chút xíu nữa mình mời chị xem flycam mình dẫn tham quan lại đường xá ở khu này sau. Nói chung là video này thì mình không quay quá kỹ đất mình đâu, tại vì mình đã quay rồi mà, đúng không? Chủ yếu mình báo giá lại thôi. Phần này thì mình muốn anh chị tham quan với mình ha, khu này. Khu này thì khu nghỉ dưỡng Thu Nguyễn 1985. Cái đó là, ủa vậy là 1985, ủa còn trẻ quá mà. Giờ mới thấy, không biết 1985 là sinh năm sinh của ai. Khu nghỉ dưỡng Thu Nguyễn ha, 1985, thôn 12, xã Lộc Thành. Đây. Mấy khu này nè anh chị, là bình thường á, là những cái ngày lễ hay gì đó là khách du lịch đó hay ghé vô đây chụp hình lắm nè. Đó, bữa mình quay là mình thấy bạn trẻ là đi xe máy vô đây nè chụp hình. Đường xá hiện tại là ở đây nó hơi khó khăn, cho nên là đi xe máy tiện hơn ha, còn đi xe hơi thì gầm cao. Ồ, ở đây có suối nè anh chị, thấy không, cũng nước từ trên đồi chảy xuống đó anh chị, giống như là cái đất của mình vậy đó, chị thấy không, nước cứ men theo mấy cái từ cái vách đồi nè chảy ra nè. Nước này thì yên tâm là sạch tuyệt đối luôn, thậm chí là phải gương mặt được nha anh chị. Đó, hoành tráng ghê chưa. Mấy anh thợ là mặc dù là trời mưa nhưng mà anh vẫn làm kìa. Đó, ngay sát với khu, nói chung là gọi là kế bên liền kề với đất mình ha. Đó, khu đất mình thì ngay xe mình đậu đó. Còn đây là khu chị Thu ha. Ủa, tính ra khu chị Thu là phải gấp 3-4 lần khu mình á. Dài đường ở ngay đây nè anh chị, có con đường cũng đi ra đường chính luôn anh chị, mà đường đó nó xấu hơn chút. Nói chung mà trong tương lai thì những cái đường này đều sẽ được làm thôi. Cho nên là ở hiện tại là anh chị mình sẽ mua được giá rẻ. Tại vì con đường nó chưa thật sự hoàn hảo, đúng không? Ủa, đây có một tảng đá nè anh chị. Chị thấy không? Trồng xen kẽ mấy cây ăn trái nó nhìn phê ghê không? Thấy đẹp quá, vô quay cho xíu. Hả, bán không? Con này là, cái này của chị là bao nhiêu hết vậy? 3,5 hết hả? 3,5 hết. Này là mình đang làm để kinh doanh hả chị? Là chị Thu hả? Thu Nguyễn 1985. Quán cà phê này là cho check in chụp hình nè. Đó, bà chủ đang trong đó luôn. Yêu là cưới, dễ thương ghê không. Nói chung là còn ngổn ngang lắm anh chị ơi. Cái này nếu như là có cái dịp nào đó ha, mình nghĩ chắc khoảng cái công trình này chắc phải tầm bèo bèo gì cũng phải nửa năm, một năm nữa mới gọi là đẹp ha. Còn lại bây giờ là vẫn đang làm, vẫn đang làm ngổn ngang lắm. Đấy, khu đất mình kìa chị. Đó, liền kề với đất mình luôn ha. Của chị là 3,5 hết, còn của mình là chỉ có 6,5 sào thôi. Tức là của chị là gấp gấp 5 lần mình đó ha, hơn gấp 5 lần mình đó. Đó, quyền cái khu đồi xuống với tới cái ao cá của mình ha. Còn bên tổng ở đây là giáp với bên mình là của chị Thu ha. Quá đẹp. Rồi thôi, nói chung là này là ngoài là chị ha, không liên quan đất mình. Thật ra nó có quy liên quan đó, tại vì nó là giáp bên mình mà. Nhưng mà thôi, mình chỉ cho mời anh chị xem sơ sơ thôi. Nếu như anh chị mình có thời gian lên đây á thì mình tấp vô mình tham quan thử nha, và là giao lưu chị Thu ha. Nói chung là nãy là mới có giao lưu có mấy câu thôi mà mình thấy bả là vui tính á.
Ok, thì bây giờ nè, mình xong rồi. Bây giờ mình sẽ mời anh chị xem flycam trên cao đi nha. Xem toàn cảnh trên cao là có cái gì đẹp nè. Rồi sau đó là mình sẽ chạy ra ngoài đường ha. Chạy ngoài đường à, nói chung mà chạy mưa thì sẽ hơi lầy lội xíu ha. Còn pháp lý sổ sách vị trí này nọ thì mình sẽ mời anh chị xem ở phần sau nha. Đó, đất mình đó chị. Đây mình vẽ cho anh chị xem hình dung được sơ sơ tổng quan cái khu đất mình ha. Nói chung là cũng tương đối là vuông vức tròn trịa, không có bị gọi là nó góc cạnh quá ha. Đây, cái ao và một cái chòi, một cái nhà chòi giữa vườn. Và nguyên một vườn cây ăn trái trên đây. Chị thấy cái ranh giới nhìn trên cao thì nó cũng tương đối rõ ràng rồi ha, đặc biệt là phía bên sau. Đó, một bên giáp đường mà cái đường của bên phía chị Thu. Đây. Đó, tổng thể của đất mình đó anh chị. Cách cái đường nhà nước chỉ có mấy bước chân thôi. Đường của mình thì đường bao tranh chấp nha anh chị ha, tại vì đường này là chung của mình với là bên chị Thu. Đây, nguyên cái khu vườn 3 hectare rưỡi của chị nè. Mình nghĩ là thực tế phải hơn đó. Đó, chị thấy không? Miếng của đất của chị là đường tứ phía bao quanh hết, giống như là cái gì ta, bà tột vậy. Đây, cái khu nghỉ dưỡng homestay của chị là đang hoàn thiện từng ngày nè. Đó. Lâu lâu tới thăm là thấy nó khác nhiều đi. Mình nghĩ anh chị mình về mình hay kết hợp với chị làm mình một khu sinh thái cũng hay đó anh chị. Này bây giờ ở từ cái đường này đi ra đường chính nè. Anh chị thấy là nhìn trên cao là đường hiện tại đang mở rộng rồi ha, mới ủi ra mở rộng ra thêm rồi đó. Trong tương lai sẽ nó sẽ được đổ bê tông. Tại khu này mình thấy nhiều chỗ, nhiều đường đã được đổ bê tông mới luôn rồi. Từ từ thì cũng sẽ đổ theo thôi. Thấy view, chị thấy view trung tâm chưa? Hướng nãy là trung tâm ngoài Bảo Lộc đó. Còn đây là trung tâm ngay quốc lộ 55 đó chị. Tức là mình sẽ đi xuống khoảng tầm hơn cây đến 2 cây là mình sẽ ra đường nhựa khu dân cư ha. Đó, còn hiện tại là anh chị phải đi đường đất. Nhưng mà đường đất này thì cũng nói chung là cũng không phải quá khó đi. Đây, đi sẵn xuống dưới khu dân cư đó chị thấy chưa? Ở dưới đó là có trường đầy đủ luôn ha, trường cấp 1, 2, 3 luôn. Quanh đây thì có những cái khu nhà vườn homestay. Chúng anh chị dọc cái đường xuống thì thấy nó như cái kinh kia cái gì nó dắt lên của cái quyền ao hồ kìa, đây làm view kìa. Đó. Cảnh đồi núi chập trùng đẹp ghê chưa. Mình đang quay lại cái khu đất mình đây. Đó. Nhìn trên cao là cái khu homestay của chị Thu, nhìn nó khá là nổi bật ha. Đất mình thì sát ngay sát bên. Đây, mấy cái đường này là cũng ra được đường quốc lộ 55 nè anh chị. Nhưng mà mấy đường này hơi khó đi hơn. Nhưng mà mình nghĩ từ từ thì cũng sẽ phải cải tạo lại hết rồi. Khi đó thì giá trị của khu này nó sẽ còn tăng ha. Chứ bây giờ mình mua cái đường mà nó đẹp sẵn rồi ha, đường bê tông hay đường nhựa ngon lành hết rồi thì làm gì mà có cái giá này. Thì đất này là trong tương lai sẽ sắp nhập Bảo Lộc. Mà thực ra thì về trung tâm Bảo Lộc cũng không có xa. Đó, nó hừa hưởng khí hậu. Mà ra khí hậu đây tuyệt vời hơn Bảo Lộc nha anh chị. Chẳng qua là nó xa trung tâm thì tiện ích nó không đủ. Nhưng mình nghĩ đã bước vào đây ở rồi ha, đã làm nhà vườn trang trại đây rồi thì cái chuyện mà tiện ích mà trung tâm quán xá này nọ đó thì theo mình nghĩ là cũng không quá quan trọng. Nhưng khí hậu đây tuyệt vời, mình xin đánh giá cao khí hậu đây chị ha, thổ nhưỡng đất đai. Mặc dù là trời có mưa ha, trời mưa nãy giờ nhưng mà mình thấy là đường thì cũng tại có đá nên chị nên cũng không có lầy. Mấy nhà gỗ gì nói chung mà giờ cái dọc như chị xem video trước chị thấy rồi đó, dọc cái tuyến đường mà đi ra đường chính á là rất là nhiều homestay ha. Khu nghỉ dưỡng đẹp lắm. Cái đường đang mở rộng nè chị thấy không? Đó, đang mở rộng ra ủi hai bên này nè. Ủi hai bên là gạt hết hai bên rồi đó. Cho nên là chuẩn bị sẽ đổ bê tông luôn ha. Đó, là khi đó là đẹp luôn đó.
này đi hướng hướng đó cũng được, nhưng hướng này nó hơi xấu ha. Mình nghĩ là anh chị nên đi hướng này đi ha, đi hướng này sẽ ok hơn. Đó, anh chị thấy view nè, đã ghê không? Những dọc 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 khu này thì chị lấy cam như thế là dân cư thì không có quá nhiều, nhưng mà xa xa là vẫn có nhà nghỉ dưỡng ha. À, đứng đây nhìn thấy có mấy khu bật gió anh chị thấy không? Đứng đây là thấy khu bật gió là khu của chị Thu á. À. Ồ, mưa to nữa rồi anh chị ơi, mưa to nữa rồi. Thôi à, mình tiếp tục tranh thủ mình lái xe đây. À, khu nhà nghỉ dưỡng luôn anh chị. Mình chạy khoảng tầm hơn một cây số là sẽ ra đường nhựa khu dân cư gì ha. À, khoảng tầm một cây mấy đó. Dĩ nhiên là cái mặc dù là chỉ có một hơn cây số thôi, nhưng mà đi nó sẽ hơi chậm tại đường xấu, mà mình sẽ nhắc lại đường nó sẽ hơi xấu ha, do là chưa có làm đó, nên là nếu mà đi mùa mưa thì thật ra mùa mưa thì cũng ok đó, cũng không tới nổi đâu, tại vì đường thì mặc dù là đường đất nhưng mà cũng có đá, nhưng mà mình vẫn không khuyến khích là anh chị đi xe cầm thấp nha, đó, đi khô ráo thì sẽ tốt hơn. Nói chung là cái gọi là cái giá phải trả cho việc là muốn sở hữu một cái mảnh vườn ở view đồi núi này nọ anh chị. À, còn anh chị mình ngại đúng không? Thôi mình cứ mua dưới đây đi. À, ở dưới đây nếu mà một cái nhà vài trăm mét vuông thì cũng tầm giá đó đó. À, nhưng mà dĩ nhiên thì nó chỉ có vài trăm mét vuông thôi. À, thì nó sẽ không có được rộng rãi, được tự do, thoải mái, gọi là sống với thiên nhiên. Bởi vậy mình mới nói là mỗi người ngu anh chị. Tức là cái người mà không thích rừng rú, không thích thiên nhiên á, thì sẽ chê. Đó, còn ai mà thích thiên nhiên thì sẽ lại chê cái chỗ chật chội này, đúng không? Đó. Nhưng thực ra cái lợi thế của mình á, là nó cũng nghe gần khu dân cư này, ở như chị Hát Lai Cam rồi đó. Và đi ra ngoài chợ Búa này nọ đây. Bây giờ mình đã ra gần tới quốc lộ 15 rồi chị. Mình chạy luôn cho chị xem nè. Đó. Dân cư hai bên san sát luôn ha. Thì ra ngoài quốc lộ 15 là có chợ Lộc Thành, Bách Hóa Xanh, tất cả mọi thứ nha anh chị. Còn đi về trung tâm Bảo Lộc thì thôi không khỏi phải nói rồi. Ở đây nếu mà từ đất mình á, mà đi ra trung tâm của Bảo Lộc á, chỉ khoảng tầm 10 mấy cây thôi, 12 cây thôi ha. Cũng rất là gần thôi. Tức là chỉ có đoạn khó đi khoảng hơn cây số từ đất mình đi ra ngoài khu dân cư này thôi. Còn lại là đường nhựa là đi băng băng ha. Ở đây trước mặt mình là quốc lộ 15 nè anh chị. Đó. Cạnh đầu đường này là có nhà thờ ha, nhà thờ và chùa luôn. Cho nên là tôn giáo nào cũng phù hợp hết. Còn hướng ngược lại mình là đi hướng về Lộc Nam chị ha, hướng về Lộc Nam, hướng về Bình Thuận như mình nói rồi đó. Đây. Bên đây ha, đó là trường học. Cái đường này đi vô nè. Học cái đường này. Tới qua chùa anh chị, chùa Phổ Hiền ha. À, bên hông chùa Phổ Hiền chính là trường á, tại trường nó nằm ở ngang sát với đường này nhưng mà nó quay mặt bên kia. À, trường cấp 2 ha, trường cấp 2 Phạm Văn Đồng. À, còn xa xa kia là trường tiểu học Lộc Thành B ha. À, và trước khi tới trường tiểu học thì là mình sẽ tới nhà thờ Đại Lộc. À, nhà thờ Đại Lộc đây để cho chị xem luôn ha. À, ở đây không phải chợ chính nha, nhưng mà vẫn bán đầy đủ nè chị. Mình quay giấc này là giấc chiều ha. Đó là ngay đây là chợ nè chị thấy không? Đó. Giáo sư Đại Lộc nè. Đó, trường học đầy đủ hết ha. Mình sẽ nhắc lại đây chưa phải là chợ chính nha. Đó, chợ chính thì sẽ có Bách Hóa Xanh nữa. Nhưng mà ở đây thì cũng coi như đầy đủ rồi đó. Đặc biệt là ban ngày bán rất là nhiều ha. Đó. Trường học, nhà thờ, chùa chiền đầy đủ hết. Cấp 1, cấp 2 rồi mẫu giáo. Rồi, đi thẳng nữa là sẽ ra quốc lộ 10 là vô trung tâm Bảo Lộc và hướng đi Đà Lạt ha. À, thì bây giờ là mình xin phép kết thúc video chị nha. Có gì lát nữa mình sẽ mời chị xem những thông tin sau. Giá xin nhắc lại là chủ đã giảm từ 2750 xuống còn 2350. À, giá rất là thiện chí luôn nha anh chị. Chỉ còn có hơn không tới 400 triệu một sào. Trường học nữa cơ. Và dĩ nhiên là còn thương lượng ha, vì không phải qua môi giới. Rồi bây giờ mình mời chị xem lại cái sổ của đất mình đi ha. Đấy, địa chỉ là xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích là chính xác là 6.463 m2 ha, gần 6 sào rưỡi.
toàn bộ đất trồng cây. Có một ít là đất ao ha, 152 mét vuông là đất ao. Rồi đây là cái hình dáng đất mình anh chị. Đó. Cái bề này thì là cái giáp với cái đường của bên phía chị Thu ha. Còn cái mặt này nó nở ra cái ao ngay trước cái chòi mình anh chị. Đó. Nói chung là nhìn trên sổ thì nó không có vuông đúng không, nhưng mà thực tế thì mình thấy tung tương đó là vuông. Đấy. Rồi cuối cùng thì mình sẽ mời chị xem cái vị trí ha. Thì cái vị trí này là mình sẽ để dưới phần mô tả, anh chị có thể bấm vô để mình tham khảo thêm ha. Đây đất mình nằm đây ha. Trên đây nó nằm gần chân đồi ha, chân đồi Đại Bình, chân núi Đại Bình. Cho nên cái thế đất mình thì nó sẽ cao ráo ha, cao ráo, mát mẻ, trong lành. Thì đây là quốc lộ 55 nè anh chị. Đó, nhà thờ Đại Lộc mà cứ đi ngang qua nè. Chính xác cái hẻm vô đất mình là cái hẻm như là cái hẻm này nè. Hẻm nào nói chung là có nhiều hẻm vô ha. Nó ngay chữ cấp 3 Lộc Thành nè. Đó, chợ nói chung là ở ngoài đây khu dân cư và đầy đủ hết tiện ích chị ha. Đó, chùa nhà thờ nè, trường cấp 2 nữa nè. Đó, tức là mình sẽ có trường cấp đủ cấp luôn ha, trường tiểu học, trường trung học và trường phổ thông luôn ha. Đó, cấp 1, cấp 2, 3 đầy đủ hết đó. Thì khu dân cư mình sẽ nằm ở đâu từ đây ha, tức là mình sẽ cách khu dân cư này khoảng hơn cây, khoảng tới 1,5 cây đó. Đó, cái quốc lộ 55 thì khoảng tầm 3 cây. Đó. Không, chính xác là như cách khu dân cư là khoảng tầm 2 cây nha anh chị. Đó. Ở đây. Thì ra đây là quốc lộ 20 thì là ngay trung tâm của thành phố Bảo Lộc. Ở mình cách trung tâm thì khoảng tầm hơn 10 cây ha. Đó, 12, 3 cây gì đó. Còn hướng ngược lại mình nói rồi ha. Hướng đi về phía Lộc Nam và đi về phía Đa Mi của bên phía Tánh Linh Bình Thuận ha. Đó. 9 tầng. Thì trong video mình có nhấn mạnh rồi đó, hiện tại là cái đất này á, nó chỉ phù hợp cho anh chị nào mà yêu thích thiên nhiên, muốn làm một trang trại nhà vườn với cái giá đó hợp lý rồi ha. Tại vì khi chị biết đất ở vùng giáp ranh Bảo Lộc và Lộc Thành thì cũng là cái vùng sẽ sáp nhập vào Bảo Lộc, cái giá thì nó cao, nhưng mà mình đánh giá cái đất này thì giá rất hợp lý ha. Và cái thế đất nè, khí hậu, tất cả mọi thứ đều rất phù hợp để làm nhà vườn. Đó. Tại vì chị biết là cái khu này á, thì trong lây cam có nói sơ sơ rồi đó, tức là nó sẽ thứ nhất nguồn nước trong lành, thứ hai là trên đây là nó nhiều homestay, người ta không có trồng trọt chăn nuôi dạng như là sử dụng hóa chất á, nên là nó rất là sạch sẽ. Đó. Nên là mình đánh giá cao nếu chỗ này, nếu mà chị mình đam mê thiên nhiên muốn nghỉ dưỡng thật sự thì chỗ này ok ha. Còn hiện tại là cái đường đi thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ không được đẹp cho lắm ha. Đó là khuyết điểm mà mình thấy là lớn nhất của khu đất này. Nhưng mà bù lại thì khi mà lên được khu đất này thì nó tuyệt vời lắm. Rồi thì chốt lại là anh chủ đang rất thiện chí muốn bán ha, cho nên là anh chị mình cứ gọi liên hệ chủ để mình có thể là mình xin bớt thêm hay gì đó. Tại vì cái giá mà đã chạm ngưỡng là gần xuống gần 2 tỷ rồi, tức là hơn 2 tỷ ha, tức là xuống cái mức mà mốc 2 tỷ là mình thấy là rất là phù hợp để sở hữu một cái miếng đất vườn rộng rãi gần trung tâm thành phố Bảo Lộc và cũng thuận tiện đi về Hồ Chí Minh trong, thì mình thấy cái miếng này ok ha. Đấy. Rồi mình xin phép kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như video này thì có thể alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243 hoặc là 0373 230243. Cảm ơn chị đã xem hết video này ha. Chào mọi người.